Sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, tại khu di tích lịch sử ngã Ba Dòng, huyện Hóc Môn, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức lễ phát động công trình 95 căn máy ấm công đoàn để trao tặng cho đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi căn máy ấm công đoàn trị giá 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Liên đoàn Lao động Thành phố vận động. Chương trình thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, tập trung tại quận 8, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, cùng sự sẻ chia của cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động thành phố Hồ Chí Minh với đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn về nhà ở, giúp các gia đình đoàn viên an tâm phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là công trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2025, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước lễ phát động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, đoàn viên công đoàn và người lao động đã dân hoa, dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Nam Bộ kháng chiến,